chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm là video tô mò. Nếu các bạn thấy video này hay, ý nghĩa, hãy cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào các bạn nhé, mình sẽ đi vào chi tiết tô mò các bạn. Kênh của mình ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ nhím bố. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vòng tay nhá. Vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ nhím mẹ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Phải cả hi hi em. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm là video tô mò. Nếu các bạn thấy video này hay, ý nghĩa,
hãy cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy bây giờ mình sẽ tôm màu cho các bạn xem này nha. Cô có người cho 20, 30 người. Mấy cúp tiền hành đó thì 10, 20, 30 người. Cúp pot đó thì đến 30 thôi là cởi là hết rồi. Có, đây có. Nhiều mà. Mới cuộc thi mà 400-500 người thi ý. Bây giờ nó đã là khoai rồi đấy. Con trồn hương chị làm chưa? Ê, chị làm nhà cửa sắc màu đấy nha. Đúng rồi.